rồi. Xin chào các bạn. Mấy ngày hôm qua thì mình có nói rất là nhiều về cái sản phẩm Fox City. Hôm nay mình làm cái sản phẩm mà phim chống sương cho anh em đi trong cái mùa mưa và mùa trời miền đông, mùa mù ở miền Bắc cũng như là mùa mưa ở miền Nam. Thì cái sản phẩm này nó có rất là nhiều công dụng, mình đã nói tới nó lui nó rất là nhiều lần rồi, bằng cách là nên mình sẽ không có lặp lại cái những cái công năng của nó nữa. Nhưng mà hôm nay mình đi thẳng vào một cái bài test rất thực tế, là cái bài test cái hiệu quả chống xương của cái miếng này nó như thế nào trên hai cái nón giống nhau. Đây là loại nón Adventuro của Goratech Carbon, nhẹ như khoảng 1.3 thôi, rất là nhẹ. Thì mình tháo cái máy che ra rồi, để các bạn thấy cái công năng phá xương của cái miếng Fox City này được dán ở trong cái kính. Thì ở đây mình sẽ tháo hai cái kính ra và cái miếng Fox City này mình đã dán sẵn trên cái nón mà cái nón không còn. Đó là thấy hai cái nón này, thì một cái nón nó không còn. Đó là miếng này là không có Fox City và miếng này có. Cái miếng có thì nó ghi cái chữ Fox City trên này rất là rõ ràng nha bạn. Bạn nhìn thấy rất là kỹ. Và cái này là cũng có. Thì hai cái nón, một cái nón bên tay trái của mình sẽ gắn cái Fox City này, và nón bên tay phải mình sẽ gắn, mình sẽ không có gắn cái Fox City. Thì cái phương pháp thử nó rất là đơn giản. Mình nấu một bình nước sôi lên và chế vào hai cái ly. Cái này là mô tả nhiều cái hơi nước mà cái miệng mình thở ra khi mà mình đuổi nón. Mình sẽ nấu nước sôi ha. Thấy nước này, nước sôi này. Các bạn thấy nước ở đây là nó sôi rồi. Mình chờ chút xíu nó sôi. Cái nước này nãy giờ mình cũng nấu rồi, bây giờ mình nấu lại. Chắc là khi mà cái quá trình các bạn set up nón thì nó để hơi nguội. Mình thấy nước sôi rồi ha. Đây, nước sôi rất là nóng. Thì khi mà nước sôi rồi á, mình sẽ lấy, mình chế vào hai cái ly này, hai cái ly mình chế đều, các bạn quan sát kỹ ha, chế nóng một xíu cho nó ra hơi, đó, mình chế vào hai cái ly, các bạn thấy chế cái hơi lên ghê chưa? Hai ly này mình cho cái lượng nước bằng nhau để miễn là cái kết quả test nó công bằng, và mình bỏ hai cái ly này vào trong hai cái nón. Đó. Và nhìn hai cái ly này nó sẽ mô phỏng lại như là mình có người có cái miệng mình thở bên trong, sau đó mình gắn cái tấm phim vào. Các bạn thấy mình gắn cái tấm phim mà không có cái Fox City vào trước nha. Các bạn thấy cái độ mù không? Đây, khi cái hơi nước nó lên là rất là mù. Và đây là một cái khi mình gắn cái Fox City này vô. Và đây là có cái miếng phim đã dán cái Fox City sẵn ở trong ha. Vô. Coi cái độ nó có bị mù hay không. Đây, các bạn thấy hiệu quả không? Xung quanh này là mù nè. Đó. Nhưng riêng cái visor là không có hề có một cái vết hơi nào cả.